Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Mình không hiểu sao nha, rồng tai gít nhỏ gì mà rất là mau đói luôn. Mới cho ăn xong bây giờ lại đói tiếp này. Chịu khó cho ăn mới được, nhỏ mà ăn kinh khủng thiệt á. Chắc ít hôm nữa mình phải gán nuôi cho lớn đi, để coi lớn có đỡ ăn hơn không, chứ bây giờ mình ngày nào cũng đút ăn gì thì hơi bị mệt. Rồi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng xô nước cũng như là xô nhung nham để mình tiến hành chế tạo cái đồ nâng cấp. Cái chỗ ấp trứng rồng á, mình đang muốn nâng cấp nó lên một xíu nè. Đầu tiên thì mình cần phải làm trước những cái máy ấp trứng rồng cấp độ 1 trước. Đây, một cái nữa. Sau đó thì mình sẽ nâng cấp từ từ lên ha. Đây, nâng cấp nè. Này là lên được cấp 2 rồi đúng không? Mình sẽ cho nó lên hẳn cấp 3 luôn. 16 cái mới đủ nha. 16 cái thì mình sẽ lên được cấp 3 cho hai loại ấp trứng rồng luôn nè. Cấp độ 4 thì mình sẽ cần có vàng hả ta? Đầu tư luôn không nhờ? Đầu tư luôn nhá. Đầu tư thêm một chút vàng nữa. Lên cấp 4 luôn. Cấp 5 thì chắc mình chưa lên nổi đâu, tại vì nó cần nhiều kim cương lắm. Rồi, trước mắt là lên cấp 4 là thấy cũng ok lắm rồi. Giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và tiến hành nâng cấp lên thôi. Đi ra ngoài nâng cấp lên thôi. Nâng cấp xong là cái máy ấp trứng rồng hơi bị đẹp luôn. Đây, nâng trước bên băng đi ha. Đó, xịn sò con bò liền. Sắp tới là trứng rồng sẽ đặt ở trên đây nè. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn. Bên này cũng vậy. Đấy, xong phần rồi ha. Ôi, con này láo tét. Xử nó đi, đệ tử. Đúng rồi, tấn công đi. Mình sẽ quýnh tiếp đệ tử mình. Quýnh con zombie kìa. Đừng có quýnh mấy cái con cá bạc, đúng rồi, quýnh con zombie đi. Nó đệ tử mình hơi bị VIP á nha. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ test khá là nhiều phép đây. Khi nãy á, mình có lục lại số lượng sách phép mà mình sở hữu thì mình thấy mình còn hai quyển cấp advent chưa có kịp test nè. Mình cơ hội liền ép vô cái găng tay phép thuật của mình ha. Đồng thời thì nó còn một phép cấp tập sự nữa. Đâu rồi ta? Mình cũng chưa test luôn đây. Phép cấp tập sự nè, mình cũng đã ép hết vô rồi. Giờ thì vừa đi khám phá thì mình sẽ vừa test luôn phép này ha. Ổn rồi thì mình cũng hay khám phá dụng băng lắm nha. Nhưng mà mình không có gặp bất kỳ một cái con rồng băng nào luôn. Kỳ cục kẹo ghê. Ở đây có tổ rồng. À, đây là rồng cà lan. Đây, rồng cà lan trước mặt mình coi. Ui, hơi nguy hiểm nha. Bình tĩnh nha mấy em rồng cà lan. Ui, ở trong giữ trứng rồng luôn hả? Căng vậy. Mình nghĩ là mình nên dùng cái phép điều khiển tâm trí thôi. Omega lôi. Ê! Oh no. Oh. Ghê quá. Ui, trời đất ơi, cái phép điều khiển tâm trí này không có tác dụng đối với rồng cà lan rồi. Ui bi ơi, né nghe bi. Ngồi yên nha, đứng ở ngoài đợi anh xíu, anh vô trong anh lấy trứng rồng rồi anh chuồn liền. Bắn mình một phát một còn một máu luôn, một trái tim luôn. Ô mày chuối. Nên mình phước lớn mạng lớn á. Không là phải đó đi đứt rồi. Ở đâu rồi, đâu rồi? Ủa? Rồi, rồng cà lan đâu mất tiêu rồi. Ui, ghê quá. Giờ lấy cái trứng cho đỡ ghê mới được. Sẵn tiện lấy sắt luôn. Khủng khiếp thiệt. Đấy, các bạn cũng thấy rồi đấy. Rồng cà lan cũng thuộc dạng khủng á nha. Bắn một phát ship nữa là end series rồi. Lên quá đi. Có đềm, một xíu mình phải cẩn thận hơn mới được. Trời đất ơi, quá ghê gớm. Ô, cẩn thận, cái con rồng sau lưng mình là một trong những con rồng rất là nguy hiểm nha. Này, ui, con đó thì mình nên né đi. Kẻo nó tấn công mình là mệt đấy, mình sẽ coi. Có tên của nó. Ừ đúng rồi, nó là rồng Red Dead. Ghê lắm, con đó ghê lắm. Nó cực kỳ hung dữ luôn á nha. Đừng để nó nóng nha. Cỡ gồng bi là nó búng tay phát là gồng bi xỉu ngang á. Bi có mười mấy máu thôi à.
Ủa có 20 mấy máu thôi à, rất là ít luôn. Bây giờ mình với mấy em rồng còn ít máu á, nên đi khám phá cũng rén lắm. Gặp con nào trong khả năng thì mới dám cà khịa, chứ không là chuồn liền. Ở đây lại có thêm một cái chỗ, cái bàn Impoverished Onta nè. Để mình đáp xuống cái. Ồ, thường thường trong đây sẽ có sách đấy. Lần này thì sao? Có một quyển sách cấp tập sự, sách lãng quên, sách Apprentice. Ok, cũng được hai quyển sách mới. Rồi, và sẵn tiện đây thì mình sẽ test phép luôn á, để coi coi phép hôm nay mình test nó sẽ là những phép gì nào. Wow. Ồ, phép đầu tiên tên là Paralysis. Phép này mình sẽ bắn ra một cái tia cực mạnh. Đó. Ủa? Kìa. Lại nào. Đấy. Con này 20 máu nè. Bắn một cái là cỡ 11 máu ha. Nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó khá là lâu ấy nha. Và cái tầm của nó thì cũng không có xa nữa. Đấy. Nó ngắn ngủn à. Không biết là nó có xuyên được nhiều nhiều con hay không thì chưa rõ ha. Nhưng mà mình thấy tầm của nó là hơi ngắn đấy. Cũng tạm chấp nhận được ha. Rồi tiếp tục. Mình còn tới hai phép chưa có biết nữa nè. Phép tiếp theo là một phép cho phép mình nhảy lên một phát. Wow. Cái này kết hợp với cái đôi ủng có cái dòng multi jump của mình khá là hay á. Mình nhảy được 2 lần đúng không? Thêm cái phép này nữa. Cái phép này chỉ dùng khi mà mình ở dưới mặt đất thôi nha. Còn lúc mình trên không thì mình không dùng được. Oh man. Vậy thôi hả? Không hiểu luôn. Rồi và phép cuối cùng. Ui. What? Oh no. Lần đầu mình dùng thất bại nhưng mà dùng lần hai thì mình dùng thành công. Nhưng mà hậu quả là nó tạo ra một đợt mưa tên nè. Ui ghê vậy. Trời 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 ơi. Tác hại của việc học phép thuật quá nhiều đấy. Trời ơi, nó tạo ra mưa tên kìa. Cái này không phải là phép mình dùng đâu mà đây là hậu quả của việc mình cố tình học phép này á. Wow, mình có thể di dời được bất kỳ con nào theo ý mình muốn đâu. Ui cái phép này ảo thiệt. Mình có thể di dời con nhện lên trên không nè cho nó gớt xuống. Trời 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 trời. Block mình cũng có thể dời luôn nha. Ghê thiệt. Ôi phép này ảo diệu thiệt. Ví dụ con nào mà nó mạnh quá mình quýnh nó lại đúng không? Mình sẽ ẵm nó lên không, mình giục nó chỗ khác á. Hay hay hay, phép này hay. Giục nè. Giục nè. Giục nhện đi chỗ khác nè. Giục nhện lên đó luôn. Ok. Vậy là chúng ta đã test xong 3 phép trong ngày hôm nay ha. Nói chung thì mình thấy ấn tượng nhất là cái phép cuối cùng. Cái phép cho phép mình kiểu như là nhấc bổng bất kỳ cái con vật nào mà mình muốn luôn á. Hay hay hay, phép này hay nè. À đây 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 đây, mình thấy mục tiêu rồi. Chưa, để cho Bi xử lý con này cái đó. Lâu rồi chưa cho Bi tấn công. Ui ui. Tấn công một nữa. Con này láo. Rồi rồi, nó yếu máu, nó yếu máu rồi. Giờ mình sẽ cho nó lên trên không chung. Này thì golem. Golem nè. Mình phải giục nó xuống chỗ nào cao cao cho nó mất máu chơi coi. Golem hả? Ui, nó đâu à? Golem nè. Giục xuống lỗ luôn. Giục xuống hang luôn. Từ 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 từ. Giục xuống hang luôn. Oh. Giục lại. Khó làm cho nó mất máu à. Ngẫm chưa? Rồi ngẫm ơi. Trời đất ơi. Mình dùng có 3 4 lần á mới thành công. Nói chung cái phép này hay á. Được 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 được. Khá là thú vị để tròn hợp lý luôn á. Rồi giờ thì đi tiếp ta. Ví dụ mình dùng cái phép hồi nãy á, mình có thể nhấc bổng được cái anh khổng lồ này không ta? Anh này hơi bự á. What? Mình có thể nhấc bổng được anh khổng lồ luôn. Ghê thiệt. Ui, Nai Fury. Có chân. Ôi, ôi, ôi.
Ê, đi quét. Nãy Fury chạy đi cưng. Chạy đi cưng. Ui ui ui. Ôi, thanh niên khổng lồ đó mới cắn vô chân của Night Fury, mất nửa cái máu rồi. Nguy hiểm thiệt. Này thì dám ha, cắn Night Fury hả? Mình sẽ cho Night Fury trả thù. Này thì cắn Night Fury nè. Láo tét. Này thì khổng lồ này dám cắn hả? Còn cắn hết chưa, chưa nhau. Nghe bắn cho ha, không còn cái gan ăn cháo luôn. Bắn đi em. Bắn thẳng vô mặt luôn. Này thì khổng lồ nè. Ngậm củ tỏi đi. Dám cắn Night Fury. Láo tét thiệt. Để mình lấy cái phép hồi phục ra mình chữa thương cho Night Fury cái đó. Xuống đây anh bắn tim nè. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Rồi ngồi yên. Anh bắn tim cho. Đấy. cũng khá là hợp lý ha. Bị thương là có phép chữa thương liền. Rồi, ok. Ở đây nó có cái chỗ mình có thể farm được mấy cái tinh linh. Mình sẽ có nên farm không ta? Cách chỗ này xa nhà mình lắm. Chủ yếu chắc mình sẽ lấy cái rương đi. Chứ chỗ này cực kỳ xa nhà mình luôn á. Ui sao nó nhiều sách thế? Nhiều đồ ấy. Mình thấy nó có khá là nhiều đồ á. Này. Sách nâng cấp lên Master. Xịn, cái này xịn nè. Một cuốn sách nâng cấp cực kỳ xịn luôn. Một cuốn sách phép mới. Wow. Hay nha. Hôm nay khá là hên luôn á. Ủa đâu rồi? Night Fury, lại đây cưng. Đi tiếp thôi. Ý, đằng này còn có cái tòa tháp giống hôm kia nữa này. Tòa tháp của bọn cướp dân làng. Ok, vô luôn. Bệnh gì cỡ? Mình sẽ sử dụng lại cái phép Paralysis này coi. Coi có nó xuyên được nhiều mục tiêu không. Ồ, nó không xuyên được. Nhưng mà nó sẽ kèm thêm một hiệu ứng phụ. Đó chính là làm tê liệt đi đối tượng á. Cũng khá là ok ấy. Mình tấn công con nào là con đó sẽ bị tê liệt. Nhưng mà phải tấn công trúng nha. Ui no. Triệu hồi ra để quýnh tiếp mình thôi. Không ổn rồi. Không ổn. Phép thuật băng. Ui. Phép thuật băng thất bại rồi. Chọi bơm các thứ. Đông trong đây hơi đông nha. Trong đây hơi đông nha. Hơi đông đấy. Rồi để tử tấn công đi. Còn một con nữa. Ui ui. Này thì tàn hình nè. Ui. Trong đây hơi bị đông luôn. Còn con nào không? Ừ hình như quét sạch rồi. Ý vẫn còn cơ. What. Này thì hồn ma bay. Lúc nào hôm nay vô đây nó hơi áp lực một xíu ha. Nhưng mà hôm sau cuối cùng thì mình cũng đã vượt qua rồi. Wow, trong đây cũng có khá là nhiều sách phép mới cho mình nè. Được quá ta, mỗi lần vô công trình này là loot được cái đống đồ luôn á. Ổn Necromancer có rồi, không lượm đâu. Mắt kiến. Còn gì nữa không nhờ? Hết rồi. Cũng được một xíu đồ ha. Không quá là nhiều đâu. Lên tầng trên thì mình sẽ lấy thêm kho báu ở tầng trên nữa. Không thể bỏ lỡ đâu. Chưa. Dùng tiếp cái phép này coi. Phải tấn công trúng thì nó mới tê liệt được. Này. Tê liệt đi một tên. Ê. Tê liệt đi. Ui. Thanh niên này cháu vậy. Oh no. Tê liệt rồi mà vẫn tấn công được. Ảo thật đấy. Thanh niên nó hơi bị trâu nha. Tê liệt mà vẫn hay lấy rìu gượt mình, quýnh mình cho bằng được á. Sợ thật. Rồi, vô đây loot thêm chút đồ nè. Đấy, có thêm kim cương liền. Mới mốt có nhiều thì mình sẽ làm tiếp mấy cái map trứng rồng cấp độ 5 luôn á, cho nó đẹp hẳn. Còn giờ thì phải đi loot đồ trước đã. Ok. Cũng được một xíu đồ nè. Hồi nãy nó còn cho mình cuốn sách gì đây? Ui, cuốn sách iPad. Có rồi. Ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là từ trên trời rơi xuống. Piu. Ui. Không mất máu. What? Ảo vậy. Lại nào.
Nhấc bổng ngươi lên, lần này ngươi sẽ gãy chân. Trời ơi, cái phép này dùng đem đi troll là hợp lý luôn ấy. Thật sự không biết có từ đây tới đó có tới không ta. Xa quá, từ đây tới đó thì hơi xa rồi, nó không xài được. Nó chỉ trong một phạm vi nhất định thôi. Nói chung thì cũng ok đấy. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ đánh một giấc, rồi sau đó đi tìm tiếp cái vùng đất băng giá ha. Hy vọng hôm nay chúng ta có thể gặp được rồng ấy. Ui, chỗ này quen thế. Chỗ này quen cực, giống như nhà mình này. Chứ gì nữa. Iran luôn. Dưới này lại có thêm cái rương đúng không? Đúng rồi, nó cho mình một cái Magic Regen. Có công thức chế tạo luôn hả? Wow. Đồ xịn, đồ xịn. Cần câu các thứ. Có sửa chữa lượm luôn. Vài cuộn sát phép. Còn gì nữa nha? Còn gì không? Hình như hết rương rồi. Đúng rồi. Trong đây chỉ có đúng một cái rương thôi. Nhưng mà cho mình đồ như vậy thì cũng ok đấy. Được. Hợp lý. Tiếc cái chỗ này xa nhà mình quá. Phải tìm được chỗ này sớm thì chắc cũng ok á. View ra đồng bằng khá là đẹp. Ở xa xa mình thấy có một cặp vợ chồng gì đó. Hình như hai người này không được thân thiện cho lắm thì phải. Đúng rồi. Đừng bình tĩnh, bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó. Đấy, đừng để người ta ra tay. Phải dùng cái phép điều khiển tâm trí thì mới làm người hai thanh. Để người ta phải dùng phép không à? Kỳ cục thiệt. Kìa, đang chạy đi đâu kìa, đang đi săn hay sao á? Ghê quá à. Thôi nha, mau mốt bớt tém tém lên nha, đừng hung dữ nữa nghe. Gặp người ta là đòi lại quýnh người ta hả? Kỳ cục ghê á. Khách đến nhà không trà cũng rượu, mà khách đến nhà toàn là dí quýnh khách không à. Sợ thiệt. Ôi, dân làng mặc đồ đẹp thế. Trời ơi. Dân làng màu mè quá lá hẹ thiệt. Ồ, cái này là dân chơi nhạc, hèn gì mặc đồ hip the hop ghê luôn á. Ui, nhìn xịn đấy. Bộ đồ hơi bị đỉnh. Vì bộ đồ hơi đỉnh nên mình sẽ xin ít gói vàng mang về ha. Ok. Ngoài ra còn có rương nữa này. A few moments later. Một cặp rồng Life Fury kìa. Ê, thường thường có cặp rồng như vậy là gần đấy có tổ rồng đấy. Đâu rồi, Life Fury đâu? Đây. Này, Life Fury nữa. Một cặp luôn. Không biết tổ rồng có gần đây không ta? Chưa, để mình gần coi Life Fury sẽ làm gì tiếp theo nè. Đi về tổ đi. Trời ơi, một cặp luôn á. Hồi nãy mình thấy đằng kia còn một hai em Life Fury nữa. Đúng rồi, bay về tổ đi. Đúng rồi. Để coi bay đi đâu. Vậy là tổ có thể nằm bên đây. Đi mi ơi, đi tìm tổ Life Fury nào. Nhiều khi nay hơn tìm được tổ Life Fury thiệt á. Không đùa. Bên này có không? Bên này không. Bên này thì sao? Bên này cũng không luôn. Ở đây đâu phải tổ đâu. Con gồng nào hung dữ vậy. Cho con gồng. Con gồng đó đi ha. Tấn công mấy con chó sói à. Hung dữ vậy. Sống chung ở một cái vùng đất mà lại ăn hiếp gì đó. Ôi, tiếc thế nhờ. Ở đây có cả một cặp rồng Life Fury mà mình chẳng thấy cái tổ rồng Life Fury nữa hết. Chắc là rồng Life Fury đi săn hơi xa rồi. Tổ không có ở đây rồi. Tiếc quá nhờ. Phải chi nay gặp được tổ rồng Life Fury thì hay quá. Mình nhớ rồi, đây là chỗ hôm qua mình qua mình test phép này. Gần đây nó còn có cái khu vực này thì phải có chìa khóa mới vô được. Chắc một thời gian sau mình mới vô đây được thôi. Chứ bây giờ mình không có chìa khóa là mình không thể vô trong đây đâu. Cũng hơi khó ha. Ê, chưa, từ từ. Mình có cái phép, nó có thể di dời được block.
Để mình test thử coi mình có thể dời được cái block này ra không. Ui block này cứng quá, mình không dời được. Nè lóc băng mình còn dời được nè, thấy không? Nhưng mà lóc này thì nó đặc biệt hơn, nó khá là cứng á. Ô ê, chưa chắc nha. Mình dời ra được, mình dời ra được nè. Đấy, mình đã mở được cái lỗ to to hơn rồi. Như vậy thì có chơi ăn gian không ta? Ui, hình như game bị lắc hay sao rồi. À đây đây đây, hết lắc rồi. Để mình đóng một con thuyền. Có ý đồ hết. Ui giời. Ui ui, một con thuyền không được, hai con thuyền mới đúng. Một hồi mình còn đi ra nữa chứ. Đừng có lắc nữa nào. Đây, mình sẽ làm hai con thuyền á. Một con thì mình sẽ chui vô, một con mình sẽ dùng để chui ra. Là hợp lý rồi. Rồi, Mi thì ngủ ở đâu đi em, tạm thời kiếm đâu ngủ đi. Đi ngủ đi, để anh yên tâm vô trọng coi. Rồi, mình sẽ tạm thời vô trong trước ha. Phải tìm cách để mình đặt được cái thuyền này vô nè, mình mới chui vô được. Hi, giờ cái này ra được không? Thuyền xuống. Đó, 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 đặt cái thuyền được rồi nè. Đột nhập tấn công. Ủa nhưng mà trong đây hơi nhiều quá nha. Oh no, oh no, no, no. Mình phải dọn hết quái trong đây trước rồi nè. Ui, ai da, ai da, ai da. Đệ tử ra tiếp anh đi, đệ tử. Ui, ui. Mình trèo lên trên đây để mình chọn bơm điện xuống. Đó, mình dùng cái thuyền làm bẫy mấy con quái này luôn. Rồi, kêu đệ tử ra quýnh tiếp. Đó. Đồng phiền. Ui, bể cái nón gọc mình lên. Ghê thiệt. Ồ, vẫn còn. Công trình này có vẻ khá là bự đây. Trước mắt là mình vô đây mình lút đồ trước đi ha. Máu rồng luôn nè. Mấy cái rickshack này mình dùng để làm khói xây dựng thôi. Bên đây thì sao? Toàn là đồ lặt vặt không à. Con này đi ra chỗ khác. Và quan trọng nhất là chắc mình sẽ lấy cái khu vực. Ô ô, con này. Con này. Láo tét. Mình sẽ lấy khu vực lò luyện rồng này ha. Đây là thứ mình thích nhất trong cái công trình này. Nhất định phải lấy mang về đó. Đấy, có khối xương rồng các thứ nè. Gạch rồng nữa. Quá nhiều luôn. Trong này thì rất là nguy hiểm á. Có thể mình có thể bị đánh gục bất kỳ lúc nào, nên mình sẽ không có cho rồng mình vô đây đâu. Nguy hiểm lắm. Tốt nhất thì mình nên tự giải quyết vấn đề này ha. Chứ mình lệ thuộc vào rồng quá thì cũng không được. Cố lên. Mình tin là mình có thể vượt qua được cái công trình này. Rồi, và ở đây thì mình có được khá khá đồ liên quan đến lò luyện rồng rồi nè. À, đã nha. Được gần như là phân nửa cái lò luyện rồng rồi đó. Lút tiếp coi. Có thêm máu rồng nè. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hơi càng, hơi càng. Và rất là nhiều rương luôn. Nhưng mà rương trong đây thì tương đối là bèo, chứ không có xịn lắm á. Rồi, nó còn có tầng 2 nữa. Để mình lên tầng 2 mình kiểm tra thử. Sao quái đông thế? Đông thiệt sự ấy. Không ổn tí nào. Ui, có làm spawn. Phải đập lẹ, không thôi nó đẻ ra nhiều lắm. Nó càng đẻ thì mình sẽ càng bắt lợi ấy. Nè 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 nè. Nó bắt đầu có mấy con y gan con nhện rồi nè. Nguy hiểm chưa? Từ nhiều hướng khác nhau nữa. Ồ, có cả kim cương à. Ao, 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 con này. Đang lút gương mà cũng bị quái gậy nữa. Thôi nha, được rồi, người ta đang lút gương mà. Nó cái bày cái phái lại tìm mình cơ. Ui, no, 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 no. Ui, thôi xong mình rồi, tàn đời rồi. Hồi phục, hồi phục, hồi phục. Hồi phục lại. Mình có phép hồi phục. Phải tận dụng thôi. Ui, mấy anh ơi, ta cho em mấy anh ơi. Ui, ui. Hồi phục lại, hồi phục lại.
Oh no 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 no. Tha đi mà. Chết rồi, đừng cùng rồi. Ui ui ui. Ui sao càng đi càng gặp quá vậy. Né ra đi. Oh no. Nữa hả? Hồi phục lại, hồi phục lại không sao. Người đánh thì ta hồi phục. Người đánh thì ta hồi phục. Người đánh thì ta hồi phục. Ôi. Con mấy chuối luôn á. Chiếc này tàn đời rồi. Cố lên, cố lên. Cố lên. Căng thẳng thiệt. Bởi vậy mình không dám dẫn gồng vô đây là vậy đó. Nãy giờ chắc gồng vô đây chắc là lìa đời rồi. Rồi không sao, giờ có thể lút đời tiếp à. Ui dồi ôi. Ui trong đây còn đông lắm. Mẹ đất ơi. Chắc mình nên chuồn không? Mình nghĩ là mình nên chuồn đấy. Mình gần hết mana rồi. Giờ có nhiều đồ mà bỏ mạng ở đây thì cũng không đáng á. Búp tốc độ chạy vào chuồn nào. Chạy thôi. Cái gì chứ chạy thì mình nhanh lắm. Ui ui lộn đường lộn đường. Chạy 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 chạy. Tốc độ chạy siêu tốc. Hi. Chuồn thôi. Nhiệm vụ thành công rồi. Các bạn thấy mình chuồn nhanh không? Trời, gấp gãn liền. Ui, chút nữa là bỏ mạng trong đó rồi. Ghê thiệt sự. Để bây giờ mình ngủ giấc cho qua đêm đi. Chứ đêm này mình thấy nó hơi bất ổn rồi đó. Ui, chim đi này bất ổn quá, chim đi này bất ổn quá. Hai lần suýt nữa là chúng ta đã chấm dứt cái cuộc hành trình này rồi. Nhưng mà may mắn mình vẫn an toàn và đi về nhà. Trời đất ơi, không tin được luôn á. Và thật là tốt luôn. Tại vì trong chuyến đi này mình có khá là nhiều sách phép mới ha. Tận 40 sách phép mới. Tuy cấp độ nó không quá cao đâu, nhưng mà dù sao cũng có phép mới để test trong tương lai là thấy ok rồi. Và thích nhất vẫn là quyển sách nâng cấp lên cấp độ Master. Sắp tới thì chắc mình sẽ cho cái găng tay phép thuật của mình lên cấp độ Master á. Tại vì giờ mình đã có sách nâng cấp rồi. Quá đã luôn. Còn cái lò luyện rồng băng này thì hơi khó nha. Tại vì mình thì ít gặp rồng băng rồi. Mà bây giờ thì cái lò luyện rồng băng nó còn bị thiếu bộ phận nữa. Nên chắc tạm thời mình sẽ để nó ở trong nhà thôi. Mình sẽ đặt vô đây. Chủ yếu là để đỡ vướng thôi á. Đấy, một phần là để trang trí cho khu vực nhà ở của mình luôn. Đấy, sắp tới thì mình sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều rồng băng. Biết đâu mình lại có được một cái lò luyện thép rồng băng thì sao. Không gì là không thể đâu. Phải cố gắng hơn đi tìm những cái con rồng băng mới được á. Hôm nay hơi xui, tìm không có được một con nào luôn á. Chắc một phần là do trong chuyến đi này cái phần nón của mình nó bị vỡ rồi, nên độ phòng ngự của mình nó không còn cao á. Anh tưởng ra giờ mình sẽ bổ sung liền. Mình còn nhiều vảy rồng không? Vảy rồng, ồ trong đây mà không còn. Mình sẽ làm một cái nón mới ha. Cái nón màu đỏ đi. Màu đỏ cho đồng bộ với set đồ. Rồi một cái nón. Cũng như là cường hóa nó lên luôn. Để chúng ta full giáp lại mới được. Phải full giáp tại vì giờ quái nó mạnh rồi. Rồng cũng mạnh nữa. Lạng quạng là bị nó đánh gục liền. Bảo vệ cấp 4 hả? Ok, lượm luôn. Yay. Và còn gì nữa không nha? Cái áo choàng phép thuật thì sao? Áo pháp sư này. Mình sẽ làm một cái áo pháp sư mới đi nha. Mình đã có chỉ ở đây. Mana crystal. Ủa gì, magic crystal mình cũng có. Thì mình có thể làm ra được những cái miếng đây, miếng vải phép thuật này nè. Đó, mình sẽ làm một vài cái ha. Rồi sau đó làm ra cái áo luôn. Ui thiếu à. Phải làm thêm. Đây mình có 8 rồi nè. 8 chắc là vừa đủ để làm cái áo đấy. Đó. Với cái áo này thì mình sẽ đi ra cái chỗ làm phép ở phía bên kia. Để mình biến nó thành một cái áo kiểu như là necromancer luôn á. Ê. Cái gì vậy rồng vua? Ê bình tĩnh nha. Ê. Gì mà căng thẳng vậy? Ôi đừng nói là bay xuống ăn ít bò mình nha.
Ui, nguy hiểm quá à. Trời ơi, con mẹ cả. Còn té nữa. Đằng kia thì có con rồng Red Dead. Ghê quá, hai con rồng khủng gần nhà mình luôn ấy. Ui, đừng tấn công tôi nha. Ui, hai con nó đang tấn công nhau cơ. Rồi, cái Dead bị chín lửa rồi. Ghê chưa. Thôi kệ, hai con đó xử nhau đi. Mình không có biết gì đâu á. Mình không muốn bị da lây đâu. Mình sẽ cho những cái bột màu tím này vô. Đó, cho cái áo vô giữa. Đấy, sẽ bắt đầu chuyển hóa vô trong cái áo này và biến cái áo của mình cũng sẽ trở thành màu tím luôn. Đẹp đẹp đẹp. Giờ mình đã full set đồ thầy chiêu hồn rồi nè. Quá là đã. Rồi, chuyến đi này mình thấy nó cũng rất là thành công á. Chỉ có điều là mình chỉ có được một trứng rồng mới thôi. Đó chính là trứng rồng clan á. Để coi coi trong thời gian sắp tới mình sẽ ưu tiên up trứng rồng nào trước đây. Khá là nhiều sự lựa chọn cho mình. Còn giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.